Chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì mình nhận sửa một cái nồi cơm điện này. Cái việc này thì nó khá là đơn giản thôi, nhưng mà mình cũng đã sửa xong và đóng lắp lại, định trả cho khách rồi. Nhưng mà cái này là một cái ban bệnh mà mình nghĩ rằng sẽ chia sẻ cho rất là nhiều những anh em có thể tham khảo, và nó phải nói là rất là có ích. Đó, đây là một cái chiếc nồi cơm Philips, nó rất là đẹp. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Và cái điều đặc biệt ấy, đó chính là họ đã mang đi một thợ khác sửa nhưng mà không được. Và nếu như không được thì chắc chắn là phải vứt đi. Thì các bạn thấy rằng với cái nồi cơm này nó còn rất là mới. Các bạn có thể nhìn thấy, còn khá là mới luôn các bạn nhé. Nếu như bỏ đi thì rất là lãng phí. Đây các bạn nhìn thấy, đây là một chiếc nồi cơm, phải nói là nồi cơm tương đối là đẹp đấy, của hãng đàng hoàng. Và bây giờ thì mình sẽ tháo ra và chia sẻ cho các bạn cái ban bệnh đó. Cái này thì mình đã làm xong rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy, với cái nồi cơm này nó sử dụng bằng bo mạch điện tử và có một cái bộ nắn nguồn từ 220V xuống một cái điện áp là 12V. Thì không hiểu vì lý do nào, do thợ sửa trước hay là do nó bị nổ từ đầu, thì tất nhiên là nó phải mất nguồn hoặc là như nào đấy thì khách hàng mới mang đi. Thế nhưng mà nếu như những trường hợp nó có thể nó hỏng hóc những cái linh kiện khác mà vô tình họ sửa nó bị lỗ teo tét như này, thì đây các bạn có thể nhìn thấy con IC nguồn này nổ bét luôn này các bạn nhé. Và một trong vài con diode này đã bị cháy thì mình đã phải rút nó ra, hở chân lên rồi các bạn này. Đó, hở chân lên nhé. Thì cái vấn đề ở đây ấy là cái con IC này này, những nồi cơm như này thì để mà tìm linh kiện thay chính xác cho nó thì rất là khó khăn, thậm chí là các bạn có thể là không thể tìm nổi đâu những con linh kiện ví dụ như con IC này. Một là chúng ta sẽ cấy IC lên đây. Thế nhưng mà những cái mạch như này ấy, thì nó lại sử dụng một cái điều khá là bất cập. Đó chính là nó sử dụng những con IC này rất là khó cấy, hoặc là nguồn này không phải là cách ly. Vì vậy mà các bạn có cấy IC cho nó chạy được thì nó cũng rất là phức tạp. Ở đây thì sẽ có một cái cách khác mà mình chia sẻ cho các bạn. Đó chính là mình sẽ cấy một cái adapter khác. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây chính là một cái adapter 12V nha các bạn. Adapter 12V. Và mình sẽ câu dây ra đây, 220V này, dây 12V này. Như vậy là đủ điều kiện để cho cái bo mạch này nó hoạt động được, không cần sử dụng đến IC nguyên bản của nó nữa. Một là con IC chúng ta sẽ không tìm được, hai là chúng ta tìm con IC cấy vào nhưng mà nó có thể là sẽ không tương thích đâu, bởi vì cái nguồn này nó chạy nó khác thường với những cái bộ adapter dạng như này đấy, nó không giống. Hoặc là những cái bộ adapter trên đầu kỹ thuật số hay đầu DVD chẳng hạn thì nó hoàn toàn khác. Cái bộ này này là một cái biến áp xung, nó thuộc cái dạng khác, nó chạy theo kiểu khá là mới lạ, nó chạy theo kiểu không cách ly nha các bạn. Hoặc là nó dạng như là nó chỉ là cái mạch hạ áp thôi chứ nó không phải là một cái biến áp xung đấy. Đây các bạn nhìn thấy. Và với cái những cái nồi cơm như này thì các bạn thấy rằng những cái khe hở này nó khá là lớn này, thì chúng ta có thể tận dụng những adapter cũ hoặc là adapter nào đó, hoặc là mạch adapter rời không có vỏ thì chúng ta có thể sử dụng được. Và đây các bạn có thể thấy mình đã sử dụng với một cái adapter này, loại 12V 500mA nha các bạn. Đó, mình đã vứt cái phần này đi và chỉ lấy cái phần này thôi cho nó gọn nhẹ, lấy băng dính dán cách nhiệt nha các bạn. Băng dính này, băng dính chịu được nhiệt nhé. Với cái cách khá đơn giản này thì mình đã cứu cánh được một cái chiếc nồi cơm rất là đẹp. Nó sẽ đỡ bị phải bỏ đi, hoặc là sẽ có rất là nhiều những người thợ mà người ta ngại làm những cái việc như này, câu kéo như này thì nó sẽ mất nhiều thời gian, nó sẽ rất là ngại. Thì ở đây mình đã cố gắng cứu cái nồi cơm này cho một cái cụ già nha các bạn. Và làm thế nào để biết được cái điện áp này là bao nhiêu vôn để mà chúng ta tìm cái adapter cho tương thích, thì các bạn nhớ rằng theo cái kinh nghiệm ấy, mình chia sẻ luôn cho các bạn là theo cái kinh nghiệm, nếu như những con tụ lọc nguồn này này cho cái phần vi mạch này mà nó là 25V thì điện áp của nó sẽ thường là bằng một nửa, có nghĩa là nó sẽ sử dụng với điện áp là 12V nha các bạn. Còn nếu như tụ này
mà nó sử dụng là 10V hay là 10, nó sử dụng tụ 10V này hoặc là tụ 16V này, thì các bạn cần phải chú ý và chúng ta sẽ dùng một cái adapter 5V trước xem nó có hoạt động hay không, có ổn định hay không. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cấp cái điện áp cao hơn. Còn ở đây thì nó sử dụng tụ 25V thì chắc chắn là điện áp nó sẽ phải sử dụng là 9 đến 12V rồi các bạn nhé. 9 đến 12V thì chúng ta sẽ sử dụng adapter là 12V được. Ngoài ra thì ở đây cái phần đó sẽ sử dụng bằng con dơ le. Con dơ le này, cái phần adapter là nuôi cho vi mạch cũng như là cái con dơ le này đóng mở cho cái mâm nhiệt ở đây. Đó. Rồi và nói chung là cái bản bệnh nó chỉ nói tóm lại là chúng ta có thể cấy một cái adapter thay cho phần nguồn nguyên bản này. Nếu như chúng ta không thể làm cách nào cứu cánh được thì đây là một cái phần cũng như là một cái video có thể là mách nước cho các bạn để chúng ta có thể cứu cánh những chiếc nồi cơm nó khá là đẹp như thế này. Còn tất nhiên nếu như chiếc nào cũng cũ quá rồi thì mình thôi mình sẽ không cứu cánh nữa đâu. Rồi và với cái video này thì mình nghĩ rằng sẽ giúp ích được cho một số những anh em nào mà đang làm nghề, hoặc là chúng ta cũng chưa tìm ra cái giải pháp nào thay thế những IC như này, hoặc là kể cả những cái mình cũng đã từng làm cái cách này cho những chiếc quạt nước nha các bạn. Những cái con IC không thể có, không thể tìm được trên thị trường thì chúng ta phải làm cách này. Rồi và mình sẽ kết thúc video tại đây. À mà quên mất, trước khi kết thúc video thì mình sẽ cắm cái điện áp vào cho các bạn xem rằng nó sẽ hoạt động nhé. Đây chính là fix 220V này. Đó. Các bạn có thể thấy rằng cái này nó sẽ có cái đồng hồ hiển thị ở đây và nó sử dụng bằng nút điện tử. Các cái chữ này các bạn đang nhìn thấy nó có hiện tượng nhấp nháy như này, nó đang quay ở trên chế độ video thì nó cái mắt camera không hiểu là mắt của mình nó quay nó bị như này. Còn thông thường nó sẽ không có. Đấy. Rồi và mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần tới.